xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Nội, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là xe máy là 0905 958889. Hôm nay thì mình về một chiếc Suzuki N150 đăng ký 2015, cực đẹp luôn, hút ánh nhìn luôn, đẹp ngỡ ngàng, đẹp ngớ ngẩn cho những người nhìn thấy nó luôn nhé. Phối màu bình xăng với cả màu của yên xe cũng như là màu của thân xe quá đẹp. Bình xăng sơn lên màu ghi bạc. Đấy. Thêm những cái tem xe này thì chủ xe có vẻ hoa sói một chút. Thì nó tùy cái con mắt của tùy người. Có người thì có thể thấy là nó đẹp, có người thì thấy nó không đẹp. Cái này thì có thể là anh em thích thì để mà không bị bóc ra được mà nhé. Xe zin. Zin 100% và chạy 3.2 vạn. Chuẩn cây số là 3.2 vạn bao nhiêu đây để mình xem. 3.2961 cây số, 67 cây số, 3.3 vạn. Thế là một cái con số khá là đúng chính xác chứ không có gì sai trái cả. Đấy. Tay lái này còn rất đẹp, rất mới. Những con Suen như thế này thực sự nó rất là bền. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn như thế này. Quá đẹp. Cổ phốt chỉnh sửa rồi nhá, đã chỉnh rồi. Siết lại cổ phốt cho nó chắc rồi, không có rung giật gì cả. Thụt thỏ êm ái, không ra dầu, có bọc và bảo hiểm bảo vệ thụt phía ngoài. Ốc trục thì đẹp này. Riêng về phần vành bánh, ốc trục các thứ thì các bạn không phải lo. Xe cực kỳ đẹp luôn. Địa phanh chuẩn 3.3 nhé. Cùng phanh đây. Anh em cùng nhìn bên này. Về cái phần cổ phốt bên này. Đó. Chạm 3 này. Cục máy thì đây. Anh em cùng nhìn cục máy nhé. Nó rất đẹp và rất mới. Những con Suen mà chạy 3 vạn chả là cái đếch gì cả. Có những con chạy 7-8 vạn mà mua còn vẫn còn zin. Đây. Các bạn cùng nhìn ốc nha. Phần bụng điện này, mang cá đều còn rất là tinh tươm. Lắp cả thêm cái chắn bùn này. Mỏ cây đấy, gọi là mỏ cây đấy. Sơn nước sơn lên quá đẹp, quá hợp lý cho cái màu xe với cả cái màu yên. Đấy. Còn phần đằng sau này là zin hết, tất cả mọi thứ zin hết. Zin tất, tay sách cũng zin, để chân này. Đấy, anh em cùng nhìn để chân nhá. Đây, ốc bạc càng đây, chưa có đụng chạm sờ mó gì cả. Ốc thụ vẫn còn vết của nhà sản xuất nhá. Bình dầu bình riêng đẹp đẽ long lanh. Nhông xích không phải lo lắng đến chuyện thay gì cả, chạy 1.5-2 vạn cũng đã thoải mái. Đấy, vành bánh thì đẹp rồi. Bộ vành bánh nó quá đẹp, Suen vành bánh nó lành, nó liền lạc, rất liền lạc. Biển kiểm soát 37B317366 nhá. Đăng ký lần đầu năm 2015. Đây, phần này bên này. Các bạn nhìn rõ nhá, thì phuộc đẹp những độ như thế này đây. Phanh sau cũng như là ốc trục sau, ốc tăng xích, lốp lát thì dày bình như thế này rồi. Bô thì rất là đẹp nha, không xước sát một chỗ nào cả, bóng loáng. Ốc bô bóng loáng. Để chân sau, càng để bán để chân sau, như là càng xe phía trong này. Đẹp không lối thoát luôn. Đây anh em cùng nhìn tiếp phần này nha. Rồi. Ốc treo này, côn zin, càng côn này, hưởng côn này, mọi thứ đều zin, phun xăng điện tử FI. Đấy, thế thì đây là cái con Suzuki N đăng ký 2015. Mình cam kết với anh em là nhìn phía ngoài nó cực kỳ thích mắt luôn.
đập vào mắt mình ngay là cái màu sơn của bình xăng ấy nó quá là nổi bật, cho nên là nó nhìn con xe nó vững chãi hơn rất là nhiều, nó bề thế con xe đi lên rất là nhiều, dáng đã đẹp rồi, nó như là một con xe CB400 thu nhỏ ấy, quá là đẹp và hợp lý. Thế thì bây giờ mình cũng sẽ báo giá luôn chiếc xe Suzuki En đăng ký 2015 này. Chiếc Suzuki En đăng ký 2015 chạy 3.3 vạn này đang được xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 29,5 triệu nhá. Mức giá bán là 29,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên cũng như chi phí vận chuyển. Mong anh em lưu ý giúp mình phần đó. Anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp sản phẩm. Cũng như là có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại của mình là 0905958889 để mình tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm này nhé. Rồi, thế mình xin cảm ơn. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.